kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà. Trước mắt mình là một tô bún mộc nấu dọc mùng nha. Các anh chị và các bạn có thấy độ hấp dẫn của nó rất là ngon không? Cực kỳ ngon và cái mùi vị là cực kỳ thanh luôn. Ăn với dọc mùng như thế này là bá trí phụ trét luôn. Bây giờ là tất cả các nguyên liệu mình gồm có đã bày ra trước mắt mình rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm nha. Trước tiên đó là sườn. Sườn này em mua sườn cây, anh chị nào thích mua ăn sườn non cũng được, sườn cây và sườn non. Mọc ha, cái này là chả sống. Rồi rục mùng, me tươi, cà chua. Tiếp nữa là hành ngò cho cái mùi bún của mình nó sẽ nhạy lên thật nhạy. Cạnh tiếp theo đó là nấm hương và nấm tay mèo và bún, cuối cùng là bún. Rồi đây là mình đã qua giai đoạn giới thiệu và các thành phần rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm. Sườn thì em cũng đun nước sôi lên và em như thường lệ em sẽ bỏ vô em ngâm ha. Rồi, em cũng đổ vô cái nấm tay mèo và nấm hương luôn. Và tiếp theo đó là me em rửa sạch và em cũng đổ nước nóng vô cho nó chần sơ cái vỏ để tí mình bỏ vô cái nồi lẩu cho nó ngon ấy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên ha. Rồi mình sẽ ra làm nó nấm hương và nấm tay mèo. Mình không có thời gian á thì mình chần bằng nước nóng thì nó rất là nhanh nha các anh chị và các bạn. Hôm nay em nấu đồ sốt nên em không có chuẩn bị gì nhiều lắm. Rồi đây là giò sống. Giò sống thì có nhiều anh chị gọi là chả sống á, nhưng nhà em thì hay gọi là giò sống. Giò sống nè, em sẽ cho vô, tại vì em cũng có một cái dầu để dầu mỡ hành á, em sẽ cho vô, còn anh chị không có dầu mỡ hành cho dầu thường cũng được. Rồi một chút bột ngọt, tại vì cái giò sống này em mua ở trong siêu thị thì nó hơi mặn một chút, thì em sẽ cho một chút bột ngọt và em cho một chút tiêu vô. Bây giờ em sẽ đảo đều lên. Dầu thì nó sẽ giúp cho cái giò sống của mình nó dai hơn. Và em sẽ có một cái bí quyết cho cái mọc của mình ăn không ngán, đó là mình sẽ cho nấm mèo ha. Em sẽ cắt vô như thế này, các anh chị có thớt thì mình cắt thớt, nhưng mà em cắt bằng kéo thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, em sẽ cắt tay, cắt như thế này, tí mình sẽ sử dụng mũi kéo để mình cắt nhỏ ra thì nó sẽ đỡ phải mình lách cắt thớt thun và mình phải rửa nhiều ha. Đó, cái nấm mèo này trộn vô với giò sống thì khi mà mình nấu lên mình ăn sẽ không có bị ngán nè. Và mình làm cho cái mọc của mình nó sẽ ngon hơn và dai giòn hơn. Rồi bây giờ em sẽ trộn đều lên nha. Trộn đều tất cả các nấm mèo và tiêu, bột ngọt vô đều với cái giò sống để cho nó đều, thật là đều. Ăn giò sống mà mình trộn với nấm mèo ăn cực kỳ đã luôn á các anh chị và các bạn. Nó sạch 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 sạch, nó rất là hấp dẫn luôn, ngon lắm. Bây giờ em sẽ lấy cái bao tay em bóp. Các anh chị nào mà có cái túi thực phẩm mình bỏ vô mình trộn cũng được, còn không có thì mình đảo như thế này ha. Do mình thôi, tại em quay clip thì em cũng muốn nó đều một chút, nó muốn đẹp một chút nên em điệu đà em đeo bao tay này vô. Rồi em sẽ đảo đều lên nha. Bây giờ là sườn non của mình em đã trụng sơ rồi, bây giờ em sẽ đi rửa sạch và em sẽ bỏ vô trong cái nồi nước lẩu của mình ha, cái nồi nước. Rồi bây giờ em sẽ bỏ sườn mình đã rửa sạch rồi mình sẽ bỏ vô và em sẽ ninh nhỏ lửa để cho cái nước nó sẽ ra hết. Tiếp theo em sẽ bỏ vô me. Vô me thì mình trần qua nước nóng thì nó tác dụng sát trùng cái vỏ me thì nó sẽ không có bị dơ ha. Rồi nấm hương thì em đã ngâm rồi, bây giờ em sẽ cắt ra, em cắt nhỏ ra em bỏ vô em nấu đó. Các anh chị thấy không, em cắt bằng kéo không à, em không có sử dụng bằng dao nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp, giờ mình bỏ qua một bên. Tiếp theo mình sẽ sơ chế cái dọc mùng này. Cái dọc mùng này thì mình cứ lột vỏ, rửa sạch ha, quá đơn giản. Và cái dọc mùng này thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái cách làm cho nó không có bị ngứa nha. Mình ăn nó sẽ không bị ngứa, tại vì cái dọc mùng này nó thay cho cái rau của mình luôn, chứ nó không có phải là ăn kèm nữa. Rồi hành ngò em cũng rửa sạch, em cũng vệ sinh, em cắt gốc. Rồi bây giờ em sẽ đi rửa sạch và em sẽ cắt chéo xéo như thế này nè. Em cứ cắt hết ra, cắt hết ra nó nhỏ nhỏ thì nó sẽ dễ ăn hơn nha các anh chị và các bạn. Đó, cái dọc mùng rất là ngon luôn ý. Cái này là cả nhà nấu canh chua nè, canh chua cũng bá cháy bùi chét luôn. Rồi bây giờ em đã cắt nhỏ ra rồi, em sẽ cho muối vô nha. Anh chị sẽ cho muối vô và mình bóp.
bóp, gần khi nào mà cảm thấy cái dọc mùng nó xẹp xuống thì lúc đó là được ha. Tại vì cái dọc mùng nó sẽ mình ăn nhiều nó sẽ bị ngứa, nếu mà mình gặp dọc mùng mà nó bị ngứa ha. Tại vì mình không biết thì mình sẽ bóp như thế này, và khi nó đã xẹp xuống như vậy là được rồi ha. Và mình sẽ để cho nó ngâm cỡ khoảng 10 phút rồi mình sẽ rửa sạch lại. Thì quay qua cái nồi nước dùng của mình thì me đã mềm rồi, thì em sẽ bắt đầu em dầm ra. Các anh chị và các bạn không có me tươi thì mình làm me cục cũng được, không có ảnh hưởng gì tới món ăn của mình. Tại vì cái vị của nồi, cái bún mọc này thì nó cần là độ ngọt ngọt, mặn và chua ha. Đó, bây giờ em sẽ dầm ra và em sẽ cho nước vô để lấy cái độ chua của me. Đó, bây giờ em sẽ đổ nước chất ra như thế này. Rất là dễ phải không? Không có gì là phức tạp lắm. Mình làm thao tác mình quen rồi, mình quen gian bếp của mình rồi, thì khi mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn, và mình biết được ý của từng món ăn á, thì mình sẽ làm rất là lẹ. Rồi bây giờ em sẽ chắt nước nước me, và bây giờ em sẽ đun nước dùng ha. Quay qua thì cái này đã được, và em sẽ đi rửa sạch ha, không thôi nó bị mặn đó các anh chị và các bạn. Rồi quay lại thì cái nước dùng của mình đã được, thì em sẽ vớt bọt ha, vớt bọt ra. Các anh chị không cho nấm hương cũng được, không ảnh hưởng gì nhé. Tại gia đình em thích ăn nấm hương. Rồi bây giờ em sẽ vo viên cái mọc của mình để mình bỏ vô cho nó chín luôn nha. Các anh chị cứ vo viên bình thường, mình ăn to thì mình vo to, còn mình ăn nhỏ thì mình vo nhỏ nha. Tùy thích khẩu vị ăn của mỗi gia đình mà mình sẽ có cái cách vo viên mọc khác nhau. Đó, mình cứ vo viên hết cái số mọc mà mình chuẩn bị, và mình bỏ vô, mình nấu thì cái mọc của mình khi nó chín nó sẽ nổi lên mặt nước là mình đã biết chín rồi nha. Mình cứ viên tròn cho cái số mọc của mình có nó hết ha. Bây giờ là mình sẽ mở ra nè, wow, khói sẽ bốc khói lên nghi ngút luôn. Và cái mọc của mình đã chín nó sẽ nổi lên mặt nước, nhìn hấp dẫn quá phải không các anh chị? Hay là mình đã phát triển, bây giờ mình sẽ nêm nha. Rồi em sẽ cho muối, bột ngọt và các gia vị cần có trong một cái nồi nước dùng. Thì các anh chị muốn ăn khẩu vị như thế nào thì mình sẽ cho từ từ thôi ha. Ai mà mới nấu mình chưa biết cái khẩu vị như thế nào thì mình cho từ từ thôi. Hôm nay em sẽ cho thêm một muỗng canh nước mắm nữa để cho nó dậy cái mùi nước lẩu, nước dùng của mình lên. Rồi giờ là đã sôi rồi và đã được rồi nè. Và như vậy là đã chín rồi đấy. Bây giờ em sẽ bỏ cà chua vô nha. Cà chua thì thường thường nhà em gần ăn rồi nhà em mới bỏ vô. Rồi bây giờ em sẽ trang trí ra cái tô để cho mời cả nhà dùng bữa với gia đình em, với cái món bún mọc nấu dọc mùng nhé. Em sẽ bỏ mấy miếng mọc nè, nấm hương, đủ các gia vị. Có một chị góp ý cho em là nêm nước nước dùng với hoặc là canh gì đó mà gia vị chua, mùi vị chua thì nên cho nước mắm, nên hôm nay em sẽ bắt trước em cho và cảm thấy cái độ nó rất là ngon luôn. Rồi một sườn này, sườn cây mình sẽ bỏ ra trang trí đều lên. Rồi gốc hành mình đã ấy xong, bây giờ mình sẽ bỏ lên nè. Tiếp theo đó là mình sẽ bỏ cà chua nhé, màu đỏ đỏ của cà chua. Dọc mùng mình cũng bỏ vô luôn nha các anh chị. Mình ăn tới đâu rồi mình bỏ tới đó, tại vì cái dọc mùng nó cũng rất là dễ chín. Rồi mình sẽ cho cà chua, trong lúc đợi dọc mùng nó chín thì mình sẽ bỏ sấp cà chua ra. Đảm bảo với các anh chị, nấu theo công thức của em thì cực kỳ ngon luôn. Cái khẩu vị gia đình của em ăn á là thấy ai cũng khen và hút ăn hết tất cả những giọt nước cuối cùng luôn. Nó rất là hấp dẫn. Và cái món này là em cũng ăn rất là ít, nhưng mà hôm nay em nấu rồi em cảm thấy là nó sẽ thuộc vô cái món mà gia đình em ưa thích luôn ý. Rồi em sẽ cho hành ngò vô nha. Ở nhà thấy không, cái độ hấp dẫn của nó cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ chan cái nước dùng vô. Nóng nóng bốc khói, giòn giòn của mọc và nấm tai mèo, giòn giòn của dọc mùng, mình thêm vị chua chua của nước dùng, tăng độ hấp dẫn cực kỳ luôn. Ăn kèm thêm một cái chén nước mắm ớt là bá cháy bổ triết luôn. Rồi hôm nay kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ cho các anh chị và các bạn cách nấu bún mọc nấu dọc mùng cực kỳ ngon và đậm vị, và cái hương vị là ăn là khó quên luôn. Rồi hãy luôn ủng hộ cho kênh Bếp của Vợ và hãy có những đóng góp tích cực nhất để kênh Bếp của Vợ ngày càng phát triển hơn, có nhiều món ăn mới lạ hơn chia sẻ tới các anh chị và các bạn nhé. Kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà.